nhân quyền tự do cho Việt Nam thì các bạn cứ việc làm. Nếu mà chúng tôi có thể giúp được cho các bạn, chúng tôi sẽ làm tất cả cho các bạn. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả quý đồng hương của chúng ta đừng bao giờ lạnh cảm nữa. Hãy đứng lên, mạnh dạn đứng lên vì đất nước, vì sự tự do của dân tộc, vì nhân quyền của dân Việt Nam. Chúng ta nên thức dậy đi, hỡi đồng bào. Hôm nay tại Netview này, trong một cái không khí nóng bức nhưng với tinh thần của cộng đồng, tất cả các hội đoàn đã đến đây cùng chung tiếng nói với 90 triệu dân Việt Nam để đòi lại những gì mà người dân Việt Nam phải hưởng. Và hôm nay với sự nó chung là rất là cảm động, là quý đồng hương ở đây đã bỏ thời gian, với những thời gian đến đây để tham dự cuộc meeting này. Thành thật cảm chào mừng chị ra, xin phép Việt Nam is not China, Việt Nam is not Communist Party, Việt Nam used to be people, Vietnamese own Vietnam. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả quý đồng hương và các bạn thân mến, kính thưa các quý vị, các nhân trưởng, các chi hữu thuộc các đơn quốc dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa toàn thể đồng hương, kính thưa quý vị, trong không khí sụp sôi, trong bối cảnh môi trường sống của dân tộc Việt Nam đã và đang bị hủy diệt, đặc biệt là vụ cá chết tại Vũng Áng, Hà Tĩnh vừa qua đã cho chúng ta thấy rằng nguy cơ dân tộc Việt Nam chúng ta bị diệt vong là điều sẽ không tránh khỏi trong tương lai. Hệ quả này là do nhà máy thép Formosa gây ra và đồng phạm của bọn chúng là bọn quan tham nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhận thấy được hiện trạng và viễn cảnh của đất nước trong tương lai, đồng bào trong và ngoài nước đã tổ chức những cuộc xuống đường. Rồi môi trường nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải giải quyết vấn đề minh bạch, nhưng họ đã không đáp ứng được nguyện vọng của người dân, mà ngược lại bọn chúng còn cho bọn công an đàn áp đánh đập đồng bào ta một cách dã man, không thương xót. Hôm nay tôi đến đây với lòng tâm huyết để cùng quý toàn thể quý vị đồng hương cùng đồng thể và các bạn vì một mục đích chung, đó là muốn đồng hành cùng toàn thể với đồng bào đồng hương trong và ngoài nước để thực hiện những điều sai. Tôi xin đề nghị toàn thể quý vị hô cùng chúng tôi trong hai chữ đầu, trong mỗi một câu có cái chữ là nào là chữ quyết tâm và chữ đã đảo thôi. Trong hai mỗi một câu hô dùm tôi ba lần. Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước quyết tâm đổi lại môi trường sống trong sạch cho đồng bào Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm đòi lại tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm phản đối sự áp bức, đánh đập và bóc lột của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm đánh đập công ty Phật và sao Việt Nam. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, đạp Trung Quốc xâm lược. Đã đảo, đã đảo, đã đảo, Cộng sản Việt Nam ba nước, đã đảo, đã đảo, đã đảo, đã đảo. Xin cảm ơn quý vị. Tôi Phạm Phú Quốc xin gửi cho anh em Việt Tân ở trong nước và ngoài nước và 20 tổ chức của cuộc đấu tranh chống bạo quyền Cộng sản ngày hôm nay. Clip video này chúng tôi sẽ gửi cho tất cả những anh chị, và khi mấy anh chị nhận được clip video này, xin anh chị hãy kính chuyển đến tất cả quý vị đồng hương ở trong nước và ngoài nước. Và tôi xin cảm ơn, tôi trân trọng xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn ở trong nước và ngoài nước